Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Chúng ta lại gặp nhau rất là đúng giờ sau một tuần. Và không biết là mọi người đã gói ghém cảm xúc của câu chuyện tuần rồi lại hay chưa. Và đặc biệt là trên các cái kênh media như thế này thì chúng ta cũng rất là dễ dàng tiếp cận lại những cái tập cũ nữa, để khi nào mà rối trí thì chúng ta có thể xem lại một vài những cái câu chuyện mà mình từng nhớ là ở trên kênh Ai Cũng Có Chuyện đã đề cập rồi. Biết đâu chừng mình lại tĩnh tâm để đưa ra được một cái giải pháp thuận lợi và phù hợp cho vấn đề mà mình đang gặp thì sao. Và cũng với cái tâm ý đó, mỗi tuần một câu chuyện, mỗi người một tâm tư, Ai Cũng Có Chuyện đều tiếp nhận rất là nhiều những cái chất liệu từ quý vị khán giả, như một cái kho để chúng ta có thể có một cái nơi tìm đến lắng nghe, để một học cho mình một bài học từ trải nghiệm của người khác. Và ngày hôm nay thì bài học sẽ là gì và trải nghiệm đó là của ai thì chúng ta sẽ ngay lập tức gặp gỡ câu chuyện tuần này. Dạ em chào chị, thì em là Duyên Tiên. Câu chuyện hôm nay em muốn mang đến cho chương trình với khán giả là phát hiện ra bị căn bệnh nan y, bạn trai lạnh nhạt. Ngay từ đầu là mình đã có cái mô tả nó ngắn gọn như vậy rồi đó. Năm nay em bao nhiêu tuổi Tiên? Dạ năm nay thì em 35 ạ. Em muốn bắt đầu câu chuyện của mình vào năm em bao nhiêu tuổi? Cái căn bệnh này em phát hiện ra cách đây cũng khoảng tầm 10 năm. Lúc đó là mình đã quen cái người bạn trai đó chưa? Dạ thì anh bạn trai đó với em là gần như là thanh mai trúc mã luôn chị ạ. Anh hơn em là 2 tuổi nhưng mà do anh chuyển chỗ ở được đi học chung lớp với em từ nhỏ tới lớn, bạn bè anh em trong xóm thì đi học chung, đi mãi tới lớn luôn, hai đứa đi học cao đẳng luôn chị. Thì chỉ có khác ngành thôi nhưng mà vẫn chung trường, chung giờ học, chung khung giờ. Quê mình là ở đâu em? Dạ em thì sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, còn anh là từ ở dưới miền Tây anh chuyển lên. Dạ là hai bạn có một cái khoảng thời gian học trung học cơ sở chung rồi lớn lên cùng nhau rồi học nghề cùng nhau. Dạ đến thời điểm năm lớp mấy hoặc là năm bao nhiêu tuổi thì mình hiểu rằng đây không đơn thuần là một cái người bạn cùng xóm, một cái người anh em, một người bạn cùng học mà là một quan hệ khác rồi. Thì tới năm 2 thì anh mới kiểu như là đi chơi với bạn bè uống cà phê rồi cái mấy bạn bè trong nhóm cũng kiểu như là chơi trò chơi nói là thách hay thật. Thì anh chọn là thách, cái xong cái anh bóc trúng cái lá thăm đó là tỏ tình với là một người mà mình thương. Cái anh mới quay qua em anh nói thôi thì giờ lỡ quay vô thách rồi thì giờ thôi giờ anh tỏ tình là anh nói bây giờ mình quen đại đi. Cái em mới nói quen không có quen đại, quen là quen thiệt. Cái anh nói ừ thì quen thiệt. Hai đứa cái xác định mối quan hệ là quen luôn. Là năm đó mình 20 tuổi đó. Dạ. Một cuộc tình có vẻ như là cũng không phải là đột ngột. Dạ. Có điều nó là một cái sự kiện để mình gọi tên nó một cách chính thức. Dạ. Là tụi mình là người yêu. Dạ đúng. Chứ chắc chắn là trước đó cũng phải có những cái nhìn e ngại, những cái sự xốn xa. Dạ, nhất có. Định đúng không? Rồi vậy thì cuộc tình đó nó diễn biến những cái tháng ngày thơ mộng như thế nào? Và các bạn có tính chuyện tương lai với nhau không? Quen nhau là phải tính theo là hàng chục năm rồi. Cha mẹ là cũng biết mặt nhau biết hết rồi. Thì cũng có nói là thôi hai đứa tụi bay quen nhau lâu quá rồi thì khi tốt nghiệp tính tới chuyện lâu dài đi. Nhưng mà chuyện xui rủi không ai muốn. Khi mà ra trường đi làm được đâu đó tầm khoảng 3 năm do cái cơ thể của mình nó có những cái biến chuyển bất thường nên mình cũng hay lo ngại. Và thêm một phần nữa thì ở bên nội ngoại thì cũng có tiền sử là bị bệnh ca. Bên nội em thì là bệnh ca về gan, còn bên ngoại là ca về đại tràng. Mặc dù là những cái ca đó không có liên quan gì tới bệnh của em hết. Em lại là bị ca giai đoạn đầu về cổ tử cung. Cái dấu hiệu nào của cơ thể để mình buộc phải đi thăm khám và phát hiện ra cái điều đó em? Phụ nữ mình cao lắm là bị chừng 5 ngày là hết mức rồi. Cái lần đầu tiên mà em bị chu kỳ dài á là 7 ngày. Thì lúc đó em cũng chưa có nghĩ vấn đề gì đâu. Tại vì hồi lúc mà mình đi học tới kỳ mình thi mình cũng có bị như vậy. Kiểu như là em nghĩ là chắc là do mình stress vì công việc. Tại vì công việc của em là về kế toán, kiêm kiểm toán. Công việc nó rất là stress thì nó có thể nó kéo dài như vậy thì cũng không có quan tâm. Nhưng mà tới lần thứ hai nó lại kéo dài mà kéo dài đâu có cả 10 ngày 2 tuần.
dành cho phụ nữ sau sinh đó chị, 2 tiếng trong thai một lần. Nó lại có thêm một cái dấu hiệu nữa là khi mà mình thay ra đó có cái bóng cục đen đen. Khi mà em tìm hiểu thì cái đó là chỉ những người mà kiểu như là sau sinh người ta ra cái huyết ối sau đó mà nó còn bị đau, đau suốt cái chu kỳ luôn chị. Ngồi phòng máy lạnh như thế này nè mà mồ hôi em nó cứ tuôn, sau khi hết sạch sẽ hết rồi mà em vẫn còn đau mà vẫn cứ mồ hôi nó cứ tuôn ra như thế thì em mới thôi em lên xin sếp em nói là hôm nay cho em xin nghỉ, em về để em đi thăm khám thử như thế nào. Khi mà đi khám thì bác sĩ cũng cho nào thử máu, xét nghiệm này kia kia nọ, siêu âm rồi nội soi đủ hết. Thì bác sĩ chỉ nói là nó có một khối u, nhưng mà khối u này nó nhỏ thôi, thì nó nghĩ là nó là lành tính nên mới nói là thôi sắp xếp thời gian sớm nhất để mình đi vào để mình thủ thuật, mình cắt bỏ cái khối u. Cái đó là cũng thứ 6 thì em mới nói chung là đi thăm khám thì cũng còn giờ làm việc nên em về em xin đó, xin sếp là cho em nghỉ thứ 2 để em đi vô làm thủ thuật càng sớm càng tốt. Thì khi mà cái thời gian mà thủ thuật á thì là em có chích cái dây tê ở ngay đốt sống lưng, thủ thuật là theo kiểu nội soi. Thì mặc dù lúc mà siêu âm nó lại không có, nhưng mà lúc mà thủ thuật nội soi thì xung quanh nó lại có những cái hạt li ti rồi. Và cái khối u chính mà khi mà cắt ra thì bác đã nói là nó có rễ. Và bác mới cầm cái khối u đó, trực tiếp cái khối u đó bác đưa vào phòng để sinh thiết, cũng phát hiện ra là em là bị u ác tính, có nguy cơ là tiến triển lên ung thư. Nhưng mà do là mới phát hiện nên nó là giai đoạn 1. Thì cũng tình cờ là cái đợt đó là em đi vào bệnh viện ung bướu, cũng được các y bác sĩ mà đang nghiên cứu về cái thuốc mà điều trị ung thư. Nhưng mà cái thuốc này thì lại thích hợp cho người giai đoạn cuối hoặc là gần cuối. Em mới nói có bệnh thì vái tứ phương. Em được thử nghiệm cái thuốc đó, mặc dù là mình mới giai đoạn đầu thôi, thuốc dạng viên uống chứ không phải là tiêm chích như là bình thường. Thì em cũng ký bản cam kết. Rồi lúc mà em đi phẫu thuật cắt này thì em không có nói cho anh biết, nhưng mà khi mà em có cái kết quả là em phải điều trị bằng thuốc kiểu như thế thì em có nói, thì anh nói câu nhẹ tên giống như là mình có cái cảm nhận là anh đã muốn quan tâm mình. Nhưng hồi xưa là anh nói ủa vậy rồi em đi phẫu thuật về em mệt không? Mệt thì nghỉ đi, nói anh đi. Trước khi em bị cái căn bệnh nan y như thế này thì em có một lần là em bị tai nạn hồi còn đi học. Em bị thương ngay chân và cũng phải phẫu thuật, cũng phải bắn dít này kia kia nọ. Anh gọi là anh sốt sắng, giống như là anh túc trực ở trong bệnh viện từ lúc mà em nhập viện tới lúc em ra viện luôn, chỉ trừ những cái thời gian mà anh đi học thôi. Em đã lành lặn em đi học lại á, mặc dù á là cái ngày hôm đấy là anh học buổi sáng, anh không có học buổi chiều, nhưng mà em lại học buổi chiều. Anh từ ở trên trường á là ở Túc quận 12 á, anh vẫn đi về anh chở em đi học. Nói chung là có nhiều cái mà kiểu như là em cảm nhận như là mình vô lý lắm, nhưng mà anh vẫn chiều theo mình. Mà tới lúc mà mình bệnh cái căn bệnh quái ác như thế này, anh lại nói câu nhẹ tên, hụt hẫng đang từ trên cao mà bị rớt xuống. Ai là cái người được em chia sẻ về bệnh tình của em? Thứ nhất là mẹ em, thứ hai là tới anh. Mẹ thì luôn luôn là quan tâm tới con thì không nói rồi, nhưng mà em cảm thấy là người mình cần chia sẻ nhiều nhất, cần quan tâm nhiều nhất là anh thì lại không có nhận được cái điều đó. Tức là cái lần đầu tiên mà cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nó đã bất thường đó, thì tính từ cái thời điểm đó đi, thì lúc đó là cái sự xác nhận mối quan hệ giữa em với ảnh là được bao lâu? Được 3 năm. Vậy thì trong cái lần mà mình có một cái chu kỳ kinh nguyệt rất là bất thường như vậy, mình có chia sẻ với ảnh không? Dạ cũng có, thì cái khoảng thời gian đó anh vẫn quan tâm. Anh nói là em bị như vậy rồi, em bị sút mồ hôi như thế này rồi, em lại đau bất thường nữa, thì thôi để, mặc dù là công ty của anh đó, với em đó là nó xa nhau lắm. Em thì làm ở Biên Hòa, mà anh thì làm ở trong thành phố.
anh vẫn cố gắng anh dậy sớm một tí, anh đưa em đi làm rồi anh về anh mới đi làm. Đâu đó anh vẫn quan tâm, nhưng mà tới khi mà chính thức mà em xác nhận được cái căn bệnh của mình đó, thì em lại thấy là anh lạnh nhạt. Lúc mà em có được cái tin thì lúc đó em đã chia sẻ chưa, hay là em im lặng cho đến cái ngày mình phẫu thuật xong thì anh mới biết là mình đã đi làm phẫu thuật? Em vẫn im lặng tới khi mà em phẫu thuật mà phát hiện ra, xác định được đó là giai đoạn đầu thì em mới báo với anh. Có nghĩa là lúc đó là mình đã phẫu thuật rồi? Dạ đúng rồi. Vì sao em không nói cho bạn ấy nghe về cái kế hoạch phẫu thuật? Tại vì cái khoảng thời gian ấy là anh đang có một cái dự án lớn với công ty nước ngoài, nên em cũng không muốn làm anh phân tâm. Nhưng mà khi mà xác nhận được cái căn bệnh đó rồi á, mặc dù là anh vẫn còn vướng bận cái dự án cũng chưa có đi đến hồi kết á, nhưng mà kiểu như là em muốn cần được chia sẻ, em mới gọi cho anh để em nói chuyện. Nhưng mà anh nói câu đó em rất là hụt hẫng. Vậy thì sau cái phản ứng đó của ảnh, mình thật sự hụt hẫng, mình cảm thấy ủa, vậy cuối cùng mình có được quan tâm hay không? Bản tính của em á là thì người ta không quan tâm mình thì thôi, mình tự mình quan tâm, cho nên là em cũng không có muốn làm phiền nữa. Cứ thế là coi như là cái mối quan hệ đó nó cứ nhạt dần luôn. Khi mà em đã ký được cái bản cam kết đó và đã xác định được ngày để mình vào điều trị, chia sẻ với chị luôn á là cái quá trình điều trị của em là không phải ở nhà mà là ở trong bệnh viện hoàn toàn luôn. Đúng rồi, bốn bề xung quanh là kiếm. Đón xem Vợ chồng Son vào 19:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và 22:30 thứ năm hàng tuần trên kênh MCV Media. Cái thiết bị mà để cho em biết được là thời hiện đại đó là cái TV. Không còn một cái gì hết. Tại vì em đang tham gia vào một cái đợt thử nghiệm lâm sàng, cho nên là cái chuyện đó nó là nguyên tắc rồi. Dạ, với lại là những cái thiết bị khác như là điện thoại hay là máy tính hay là những cái thiết bị mà kết nối được với internet á, lại ảnh hưởng tới cái sóng. Tại vì mình là uống cái thuốc là thuốc hóa trị. Chị muốn hỏi là sau cái cuộc gọi mà em thông báo với bạn trai như vậy và bạn ấy nói như thế, thì bao lâu sau em với ảnh có một cái cuộc gặp trực tiếp? Sau khi em kết thúc luôn cái quá trình điều trị là cả 6 tháng. Có nghĩa là từ lúc em đi phẫu thuật cho đến 6 tháng sau, dạ, thì em mới được gặp bạn trai. Dạ đúng. Mẹ em là người đi vào chăm em. Em với anh ấy là cũng nhà cũng gần nhau. Ảnh cũng phải biết cái tình hình của em chứ, nhưng mà ảnh vẫn không vào thăm. Mặc dù là có cái khung giờ để vào thăm bệnh nhân nhưng mà ảnh cũng không. Em có thông qua mẹ để em liên lạc với ảnh không? Dạ có, hồi đáp của anh vẫn là một sự im lặng, không có ghé bệnh viện. Gần khi mà em kết thúc được cái quá trình đó rồi á, thì em mới nghe nói là ảnh là đi công tác nên ảnh không có ở nhà. Nhưng mà thật ra là ảnh, khi mà em về được nhà rồi thì em nghe mẹ anh nói là anh mới đi công tác có một tuần thôi. Vậy thì trong những lần mà mẹ em vô chăm em thì mẹ em nói cái gì về ảnh? Mẹ em nói là trên 18 tuổi rồi, khi mà cần mẹ chia sẻ, cần mẹ cho ý kiến hay cần lời khuyên thì mẹ sẵn sàng. Chứ mẹ cũng không có muốn xen vào đời tư của em. Ở đây không phải là xen vào đâu, mà ở đây là em đang ở trong hoàn cảnh không thể liên lạc mà. Và mẹ thì là cái người duy nhất đưa tin ra rồi đưa tin vô. Thì mẹ có thực hiện cái chuyện đó giùm cho em được trong giai đoạn đó không? Dạ. Ảnh của mình rồi, cố gắng nhìn thẳng vô điện thoại nha. Nên chủ động chia sẻ. Gặp cái điện thoại xuống xíu đi Tài. Rồi. Ok, mình giới thiệu đầy đủ về họ, tên, tuổi, quê quán của mình nha. Dạ em Lê Tuấn Tài ở Củ Chi. Cái gì Tuấn Tài em? Lê Tuấn Tài. Lê Tuấn Tài sinh năm nhiêu? Dạ 2000. Rồi sinh năm 2000 mà đi kiếm bạn gái sớm như vậy. Hả? Dạ. Lê Tuấn Tài là em là quê Củ Chi luôn hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Công việc cụ thể hiện tại của em đang làm là gì? Dạ em bộ đội. À là đang đi bộ đội luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Là bao lâu nữa là em xong? Dạ năm nữa chị. Rồi trong bộ đội vậy có sắp xếp ra để tham gia chương trình được không? Dạ được chị. Ok, bây giờ Tài chia sẻ vào bản thân em đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của em như thế nào ha? Dạ em thì điểm mạnh thì hòa đồng chứ là vui vẻ. Điểm yếu thì đa phần lâu lâu có khi ít nói. Dạ.
Rồi còn có tài lẻ năng khiếu gì không? Dạ không à, nói chung là cũng tính thoải mái chứ không có thiếu gì nhiều. Ừ. Trước giờ là em quen mấy người rồi? Dạ em quen 2 người. Rồi kể chị nghe hai người đó quen bao lâu sao mà chia tay? Dạ một người thì em quen 3 năm thì lúc sau này gặp vấn đề về vật chất rồi cho nên em mới dừng. Ừ. Rồi còn một người thì em quen 2 năm. Ừ. Cũng là cũng do vật chất không cho nên em cũng dừng. Ừ. Bây giờ nó cũng... Ừ. Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái sao? Dạ nói chung là cũng biết lo là được rồi chứ em không có yêu cầu cao. Ngoại hình rồi là tính cách cô này như thế nào? Dạ sao cũng được à. Tuổi tác vùng miền thì sao em? Nói chung cũng được, thoải mái chị, không có khó. Bạn gái lớn hơn em được không? Cụ thể cho chị đi Tài ơi, tập trung vô cho chị nè. Dạ được chị. Rồi tuổi lớn hơn 10 tuổi được hay không? Phải nói cụ thể ra cho chị, nói chung chung sao mà được. 10 tuổi lớn quá. Chứ bao nhiêu tuổi đổ lại thì được? Dạ tầm khoảng 2-3 tuổi thì được chị. Ừ, chỉ cần những cái cụ thể chi tiết như vậy đó Tài, chứ không phải là mình cái gì cũng được nha. Dạ. Rồi, dạ. Bạn gái là quê quán vùng miền ở đâu? Dạ nếu mà tốt hơn thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực miền Tây là được chị. Ừ, có điểm gì em không thích là bạn gái không? Dạ không à. Ủa hôm nay đang đi bộ đội mà đang thấy đang ở quán cà phê sao vậy? Dạ đâu có đâu, em giờ đang về phép. À là đang về phép. Dạ. Rồi ok, nếu mà em được chọn vào vòng 2 á thì là chương trình sẽ thông báo cho em biết ha. À, sau đó sẽ có người trao đổi với em thêm, và nếu mà có người phù hợp thì chương trình mới báo cho em biết nha. Dạ dạ. Ừ rồi cảm ơn Tài. Mình tắt. Quê quán, vùng miền, công việc của mình ha. Dạ. Họ tên của em là Bùi Văn Tới, sinh năm 1995 và hiện tại em quê quán của em ở Hà Tĩnh. Dạ. Và hiện tại thì nghề nghiệp của em là phiên dịch tiếng Trung chị ạ. Ừ, là em ở ngoài Hà Tĩnh luôn hả? Không, hiện tại thì em đang công tác ở Bình Dương chị ơi. À, phiên dịch tiếng Trung, rồi. Ok, tới nói một xíu về bản thân em đi. Em là một cái người có tính cách như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Dạ, em thì sở thích của em là chủ yếu là thích đọc sách và tìm tòi những cái giống như mà tìm hiểu những cái cuốn sách mới, thì chủ yếu là về học thôi, thiên về học thôi. Còn mà về điểm mạnh thì hòa đồng vui vẻ, nói chung là cũng bình thường thì còn mà điểm yếu thì là hơi có ít khi giao tiếp với người ngoài. Ừ. Ít giao tiếp với người ngoài. Tới là em chiều cao cân nặng của em sao á? Của em chiều cao của em là 1m65 và nặng 53 cân chị. Ừ, hơi gầy đúng không? Dạ đúng rồi. Là do kén ăn quá hay sao? Dạ chủ yếu là giống như cũng mà thích đọc sách hoài, cũng không đã đọc sách hay cơm luôn, ý là đúng rồi, ý khi vận động ấy thì rồi trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi? Tại em trải qua 2 mối tình rồi chị. Ừ rồi sao mà mình chia tay, chia sẻ vào 2 mối tình đó nha. Dạ mối tình thứ nhất thì năm cấp 3 thì là lúc đó thì cũng là mới thôi, thì là nói chung là chỉ có được 1 năm cuối thì chủ yếu là tập trung về việc học á, thì lại hai đứa cũng chia tay. Còn mà năm đại học thì em cũng có yêu một bạn, nhưng mà bạn đó thì lại ở xa ở miền Bắc nên là em ở miền em ở miền Nam công tác ấy, làm việc ấy, cho nên là cũng chia tay luôn. Ừ rồi còn mối tình gần đây nhất là em vào Bình Dương, em có quen ai không hay sao? Dạ hiện tại thì em không, hiện tại thì em cũng đang muốn việc, em đang tập trung cho việc học, nhưng mà giờ hiện tại thì em cũng vừa lấy được cái văn bằng 2, có nghĩa là văn bằng dược ấy, về bên dược ấy, thì là cũng vừa xong đó, thì hiện tại thì em cũng đang muốn tìm hiểu thôi chị. Rồi ok, bây giờ em thích mẫu bạn gái như thế nào? Bình thường thôi chị, nói chung là vui vẻ hòa đồng là được rồi, cũng không cần cao, cũng không, nói chung là em cũng cái mẫu của em nó bình thường lắm. Thích mập hay thích ốm em?
Vừa vừa thôi là cùng được rồi chị ơi. Vừa người rồi, tuổi tác vùng miền sao? Tuổi tác vùng miền thì em không ở ở vùng miền nào cũng được chị ơi. Rồi tiếp em phải càng chi tiết cho em, nói cái gì cũng được, À, là rất là khó tìm bạn gái cho em á. dạ vâng. Thì nói chung là cái mẫu bạn gái giống như của mà mét 60 trở xuống cũng được, cân nặng khoảng 5 ký trở xuống cũng được chị. Còn nghề nghiệp thì cũng nói chung là bình thường, nói chung là mọi thứ nó không có yêu cầu quá cao chị ấy. Rồi bạn gái vùng miền à, không quan trọng vùng miền ở đâu cũng được ha. Dạ. Rồi, có yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Nói chung là phải vui vẻ hòa đồng với mọi người là được rồi chị. Rồi, ok, nếu mà em được chọn vào vòng 2 thì chương trình sẽ thông báo cho em biết. Nhưng mà ở trong vòng 2 thì mình sẽ nói những cái chi tiết hơn nha, không có nói chung chung nhưng chung như những cái điểm như thế này nha. Và vòng 2 là cái vòng mà mình chuẩn bị nội dung thật là tốt để lên sân khấu mình nói chuyện với bạn gái ra làm sao như thế nào nữa. Dạ vâng ạ. Rồi, nếu có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Có được chọn hay không là do cái sự chủ động chia sẻ của mình thôi nha. Rồi, đầu tiên là em sẽ tự giới thiệu vào bản thân em trước đi. Họ tên, Dạ tuổi, quê quán và công việc của em là gì ha? em tên Lê Chí Quyết, quê quán ở Quảng Trị, công việc của Lê em Chí gì em? Chí Quyết. Lê Chí Quyết hả? Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 91. Rồi, hiện tại là em ở ngoài Quảng Trị luôn. Dạ không, ở Bà Rịa Vũng À, rồi, công việc hiện tại của em là gì? Tàu. Công việc của em làm công ty dệt ở gần nhà. Công ty dệt hả? Dạ. Là em làm như vậy thu nhập của em bao nhiêu? Thu nhập cũng được 8 triệu. Là em vào Vũng Tàu lâu chưa? Dạ lâu rồi. Rồi, ok, bây giờ Quyết chia sẻ một xíu về bản thân em đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha? Điểm mạnh của em thích âm nhạc, đi du lịch. Điểm yếu của em hơi nóng nảy. Hay bất đồng với người khác. Vậy đó hả? Trời ơi, mỗi lần nóng nảy bốc đồng lên là em làm cái gì? Đem đồ đổi hết. Cái gì? Là ném đồ đó hả? Là bây giờ vẫn còn luôn. Hồi trước Ủa, đang vừa cáp vừa làm gì vậy? làm gì đâu. À, vậy nhìn đó, nhìn thẳng gì để chị nhìn thấy mặt nè, cứ cúi cúi xuống, chị tưởng đang bận làm gì. Rồi, hồi Đâu nãy có. nói là thích âm nhạc nè, bây giờ có ca hát được không? Hát thử chị nghe đi. Em biết khi hạ lắm, em hạ kia. Rồi lên chương trình ví dụ hát tỏ tình tặng bạn gái này kia các thứ mình chuẩn bị đồ được không? Dạ được. Trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chưa. Lý do làm sao, là em chưa thích ai hay là không ai thích em hay là làm sao? Dạ nghe thích anh. Là chưa biết nắm tay bạn gái, chưa biết hôn bạn gái luôn hay làm sao? Dạ đúng rồi. Rồi em đi làm trong công ty cũng phải có nhiều bạn gái chứ, chẳng lẽ không làm quen được ai? Công ty toàn người già mà. Rồi sao mà em tham gia chương trình này vậy? Sao không biết chương trình mà tham gia vậy? Tại một cái ứng dụng trên chỗ CH Play Ứng dụng á. CH Play hả? Rồi em coi Vô trên đó em thấy gì? em vô đó có cái kia ứng dụng gì mà của chương trình á. Xong rồi cái nhấp vô đó đăng ký. Đúng rồi. CH Play. Ok, rồi là rồi nhát như vậy rồi lên là biết gọi là gì ta, tán gái không? Chứ lên nhát quá là bạn gái tao không thích, không có chọn em đâu. Tại đó là từ từ có thể từ biệt mà. Rồi biết mà, là chị kêu hát một cái cũng không hát nữa. Trời ơi, phải chủ động, chị kêu gì cái là làm liền vậy đó. Hiểu không? Rồi bây giờ em thích mẫu bạn gái làm sao? Được gia trọng. Rồi em cứ miêu tả về mẫu bạn gái đi, đừng đợi chị hỏi nha. Rồi sao mất tiêu luôn rồi trời. Em gọi lại coi Quyết sao mất tiêu rồi kìa em.
Em đeo bị tí rớt phone mạng á. hay sao vậy em? Em đeo tí phone bị nó rớt á. Nó rớt À, và nó tắt. rồi tự chủ động cái phần mà nói về hình mẫu bạn gái cho chị đi, thích bạn gái làm sao? Nước da trắng. Ừ. À, đừng quá nhìn khuôn mặt cũng đừng quá xấu quá. Ừ. Đâu có con gái xấu đâu em. Dạ. Ơi, ai Thì make dễ nhìn xíu. up được đẹp hơn Nhìn nhìn xíu. á. Cao mệt 5-6 trở lên. Công Ừ. việc ổn định là Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái làm sao, em có yêu xa được không? đừng quá xa quá. Bạn gái đang làm việc ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Dạ được. Ừ. Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Hay câu có. Còn gì nữa không? Có gì không thích nữa không? Nhưng dần dồi vô cỡ. Trời ông ơi thì ông nói luôn đi, không thích câu có giận dỗi vô cớ, đợi chị Dạ. hỏi mới nói thôi mà. Dạ. Mấy cái mà đợi chị hỏi mới nói là mất điểm đó. Dạ. Chị không hỏi mà em nói từ đầu tới cuối là được chọn liền. Cho Dạ nên rồi. là những cái này là mình yêu cầu, cho nên là mình phải tự nói ra được nha. Dạ. Rồi, đã chuẩn bị gì để cưới vợ chưa? À, rồi. Rồi Dạ là rồi. rồi cái gì đó, đợi tôi hỏi nữa là mất điểm nữa. Thì vàng vòng gì đó. Dữ dằn vậy trời, vàng gì để giành được nhiêu rồi Mấy cây rồi. thiệt luôn á hả? Để Dạ. giành được mấy cây rồi, là mấy cây là Dạ. em giữ em gửi rồi cho mẹ. Dạ rồi mẹ. Ừ, được mấy cây vàng để mà cưới vợ rồi. Cưới vợ về là em sẽ ở đâu, Dạ có nhà mà. nhà nào, về Quảng Trị hay là ở Bà Rịa Vũng Tàu? Dạ Nói mày đi Vũng Tàu. rõ chi tiết cho chị. Ờ dạ mày đi Vũng Tàu. À, là ở Vũng Tàu là em có nhà rồi. Dạ. Nhà của ai em? Nhà ba mẹ cho. À, có nhà ở Vũng Tàu ba mẹ cho. Rồi mấy cái này phải nói ra chi tiết cụ thể chị mới biết đường mà chị đi thương lượng với Dạ. các cô gái, hiểu không? Dạ. Ừ. Rồi ok, nói chung là phải rút kinh nghiệm, nếu mà em được chọn là em phải tự tin, em chủ động hơn nữa Tại nha, chứ không phải là tại đợi hỏi đâu. tại mời tham gia đâu biết đâu. Ai cũng mới hết trơn hết á. Còn cái này là mình nói về bản thân mình mà, cho nên là Dạ. phải tự chủ động hơn nha Quyết. Rồi, Dạ rồi. em là cao thấp mập ốm như nào á, em cao nhiêu á? Em cao về 16, nâng Rồi. 57. Rồi. Ok, cái hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, nếu mà em được chọn thì em sẽ được thông báo từ chương trình nha. Dạ. Thông Ừ. báo có tin nhắn hay sao chị? Đúng rồi em, đúng rồi. Dạ.